ra luôn. Tại nó thấy mình luôn á. Thấy mình trước sau cũng cho nó tiền, nó không đi lại. Nó lừa. Nó biết rồi, biết rồi. Lừa. Sao lừa. Nãy nó lừa thì nó lừa thầy. Đưa 100 bạc mà nó còn. Ồ, Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Đặc sản Tây Bắc. Ủa không phải đi đường ngoài hả? Chứ phải đi đường Sài Gòn, không phải đi đường ngoài hả? Đường ngoài gì? Đường gì quê mà đường ngoài á? Đường siêu tốc á. Không phải đường gì mà hồi trước ông Nhân đi á? Ừ, thì siêu tốc. Không có vô quận 5 á. Nè, đâu có vô quận 5 chứ. À, lại này hả? Ủa này lại gì? Kêu lại gì? Siêu tốc. Đi Bình Thông chợ Tân Bình. Không, mà ý ngã này ngã gì? Ngã 6. Ngã 6 gì? Cộng Hòa. Cộng Hòa hả? Thấy đường Cộng Hòa. Hoàng Văn Thụ. Bình Thông đi chợ Tân Bình đi, đi không Bình Thông Lầm Sen mà. Quá trời khò luôn. Ngoài uống nước gì á không? Chút ra ngoài đường kia mới dễ mua hả? Cho nước trắng nè, đậm nè. Đó ngoài uống cái kìa. Thôi thôi, tắt mua nước mía nó chỉ ra mua gì uống thì mà. Mua mà còn còn khác bạo. Uống nước lạnh hoài chán quá vậy. Ghê không, ghê không, ghê không, ghê. Hả? Uống nước gì uống? Này thì không có cái nước uống cắt chết luôn. Rồi anh giảm lại. Uống, uống, uống. Tăng bạc cái kem đâu, đưa kem ăn thôi. Vô hả? Vô, 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 đang không. Mới thằng quốc tế như vậy. Nó vậy, ở đây đi qua vậy. Nó cũng cho đầy đủ cho nó.
ông vô 10 tháng 3 đó. Đó, chiêu cờ hai bên đường đường quá trời luôn. Ủa chiêu cờ này tự nguyện hay là bắt buộc? Rễ nhưng mà bắt buộc. Bắt buộc hả? Ừ. Đó, nhà nào cũng treo cờ hết trơn. Nay mẹ mấy mấy học chung? Gì? Nay mấy cơ dưới á? 10. Nay mấy học 10 á? Ừ. Gì? Giấu mấy? Hả? Thôi, một lần một chút nhật đi. Chút nhật cái tên, có tuổi đừng nghỉ. Rồi trang tim, rồi nghỉ, gì rồi nghỉ. Chút nhật gió, 14 á, cũng là mâm nữa. 14, mùng 4, 4, 4 buổi nữa hả? 13 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 6 triệu 8 với nhiêu? Ở đâu? Ở dưới mình là Việt Giá cả đó với nhiêu. Đúng rồi, ông Nghĩa đặt ở dưới mà dỗ ăn lắm dỗ kế bên nhà mình đó, kêu luôn á. Bà nấu á. Năm món, 6. Dưới là giá có nhà cả đó không à, chị mày. Vậy mình tưởng là rẻ chứ ai ngờ rẻ. Đúng giá hả? Cũng rẻ, dưới là giá đó chứ trên này làm gì có giá đó, trên này 2 triệu mấy. Đúng rồi, nghe nó từ Bình Chánh lên lên mà nói là 2 triệu, 3 triệu rồi đó, 3 triệu cái lên đó. Có. Giá chị mấy bữa thằng đứng em rồi nó làm kia cũng tính như 1.6 hay 1.8 là bên quận 8 gần không ăn thu món ăn nữa ăn thu đặt món đúng rồi tiền nào của đó đúng rồi thằng viên gia món nữa giờ nghĩa đặt hai thằng nữa ăn nhân nó ăn đâu nhiều không vừa nữa hay vừa đổ xu à không kia dở quái là 9 hay 14 9 14 9 mà 14 rơi rồi thứ hai sợ không về là mấy đứa nhỏ sợ không về chơi nên ông mới dặn tụi đó chủ nhật là về hết luôn nên bây giờ lại giờ 14 là nguyên bắp chai mình là đãi đãi 13 đúng rồi 13 đúng rồi 13 là đãi mặn 13 14 ăn uống rồi thứ hai là tụi nó bắt đầu có thi học thứ hai đi thuốc luôn tới bao cũng ngại. Đi xuống ăn dỗ ở dưới ông ngoại mở ráo gì á. Có ba đặt mông à mấy bà ơi đặt mông tôi mời bà 13 lên ăn thì nay bạn cũng 13, 14. Ông có ngày ngại. À trời tôi mất rồi. Nhưng mà ngoài giờ nó không dám đi đâu. Do cái người tổ trưởng tổ trưởng thì nó nhắc nhở ai treo treo
đâu thôi. Thấy quen quá trời đó, rồi nhà nào cũng làm, còn đây không có một lát cỏ nào hết trơn. Treo treo mà nó không treo thôi. Sớm 7 giờ nó qua chín mấy mẹ nó về. Nó mấy giờ tới đấu mấy giờ? Nó bán về giờ 12 mấy giờ. Chiều đi nữa không? Chiều 6 rưỡi nó qua. Giờ nó nhà. Đường này xe đỏ không đi đường này,
có cái chùa gì đây nè, cái rước khách đây nè, nó nhớ vậy đó, chùa nè, thấy không, phải không, đúng rồi, có chùa Hoàng Anh Chi đi ngang sau lưng à. Đấy, là nó là ngay bây giờ nó làm cầu vượt ngay chứ, ngay anh sợ lên giống vậy nhà mà giờ làm cầu vượt à, này ngã gì, Bình Phụng đó, này ngã gì, này Bình Bình Phú Lâm, làm quẹo của bệnh là gì đó hả, làm bò luôn. Hôm bò hôm hả, bò hôm tỉnh Đồng Mười, mà tỉnh Đồng Mười đó, Tân Hòa Đông bên đây, ừ. Đó, Tân Hòa Đông bên đây, bò hôm, này ngã mấy gần ta, sáu hả? Bà Hôm đó, nó để bà Hôm luôn đó, phường 13 quận 6, Nguyễn Văn Luôn, phường 12 quận 6. Thank you.
Nhà vàng vàng bên đây gì vậy? Công viên hay đồ chơi cao gì? Cao ốc, cao ốc. Cao ốc đẹp quá ha. Chơi nè, mà chơi giống như cái tên chùa vậy. Chung mà biết không? Bò nó biết là bò nó. Đồ đẹp quá ha, già cao quá. Mà chung cư hả? Chung cư, chung cư cao ốc. Mà gọi là chung cư ở phải không? Đúng rồi. Mình là kia từ chung cư đó mất. Là nó bán luôn hả? Nó bán từ căn hả? Ừ. Bán thì đó, không? Thấy nhà chưa? Đầu tư là cho định cư luôn đó. Đúng rồi, đi hết gia đình luôn đó. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên ăn luôn á nha ngoài. Em vô nè. Đường này là đường xưa. Gọi là đường này là ông đi đường cổ luôn á. Đường mà truyền thống á. Má. Đúng rồi. Ông đi lấy cái đường là truyền thống luôn. Truyền thống là đi xưa giờ đó đó nè. Còn tiền à. À đó còn mình điện ngoài. Trước mình đi Nguyễn Linh, Nguyễn Linh cơ mà. Ừ đúng rồi đó. Ở đó đi đường kia không mà. Bảy phần tám độ tối còn nóng quá mà. Ừ, cái cầu đó anh chưa đó. Từ dưới ngã tư Hòa Sư Bạch chứ gì à, biết chùa chùa là mình chơi trái gì biết không? Thank you.
chục vô cho ngon, nhà nấu ngon hơn. Được không ạ? Gà gà nó mần tươi lườn ngon hơn. Giờ đi ngồi đây bán nó nấu xương ghê bà. Đúng không? Ừ, về nằm ngủ đi. Tôi ra tôi khi bắt con gà sao chợ lắm bữa có đi mua lần rồi. Nó mần xong cái gạo rang lên cái một con gà vô. Xong rồi cái hả nấu mua miếng đống rơm xào dục vô nữa trò ngon. Nãy nãy trong Sài Gòn rồi được. Quán xá ngoài giờ cũng vậy, nhiều bán ngoài ăn nó làm không ra tiền rồi bán ngoài ăn người ta dẹp nhiều lắm, chả mặt bằng nhiều lắm. Mau
nước dây gì nước mía. Đây thì được mà. Nước mía của bà Tho mấy lâu nay à. Đâu có bà Tho. Chắc mới dọn hàng á. Kìa. Có gà không? Dạ không thức gà. Gà mới đặt. Con vịt đi. Gà cơm một con. Nửa con vịt thôi. Thôi. Có đấu lòng đâu, không thấy lòng gì đâu. Chỉ có biết nếp cái chưa chín nào thôi. Thôi nửa coi. Nửa nhận lại cho mua con gà. Mấy người ăn không? Ba quê à? Bốn quê. Ăn thôi. Bán mà sao hổ kỹ vậy? Cái nhậu uống nhậu ở quyền của người ta tự do. Nhậu á là ví dụ ba người là chút thế nào cũng sáu người, không? Chín người. Hiểu ý ghê. Rồi xong là mình phải cái miếng kiếm nẹt đi, có bà ngoại ăn là già già kiếm nẹt.
chồng không ơi? Mới vô anh. Chồng nó nói rồi, chợ rồi. Ồ vậy luôn hả? Đâu quay kia, không quay người đẹp đâu, quay chặt hay. Vì bộ lồng này á ha, hay là bộ lồng ừ. Kia bộ lồng nào bộ lồng này ý là bộ lồng cho nửa con này hay là bộ lấy bộ lồng này bỏ vô cái làm gỏi kia ờ mà cộng nó luôn cũng được vậy hả ở xung quanh hả xung quanh cái gì xung quanh 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 xung nấu gì à chị? Thì bán này tới chiều mới có hả? Giờ nào có bán rồi chị? Ngon quá trời luôn cháo vịt. À bún măng vịt nữa hả chị hả? Thấy có măng nè. Ồ quá. Gọi nó bỏ vô. À, ông xuống lấy ly nó uống vô đây nha. Xanh lá dứa lau coi thèm quá ngoại ha ngon không ngoại cảm thử coi bán 10 ngàn ly sao ông hiểu mua hỏng chỗ này quá 10 ngàn ly hả ai biết ba ly 35 ngàn có 10 ngàn ly nào ủa sao cái vụ lẻ lẻ ngộ à ai biết sao 12 là cũng 36 mà lấy 35 ví dụ vậy gần gà nhiệt đâu ê vậy ông chung cầm ngon không ạ ngon ha đó đã khác luôn ha ừ ông mai lâu quá chừng mình không ăn cái gì ai bán gì đâu hả chừng mình đâu có ai bán mà đâu có xanh ghê có ngon không mua 3 ly ông chung 1 ly nữa cái tài xế cho người ta không uống kì không chú ta bỏ ra đây cho mình đi vô đi sao cái vỏ lấy cho cái thì 350 ngàn một ký vậy thôi chứ đâu có gì nữa đâu lại không lại 350 ngàn một ký bỏ vô ngày hôm qua mấy đứa nó rồi khui đi để tôi khui cho một miếng cơm sao cái eo eo không ngon vậy à giỡn hoài thì nó giỡn nha à, phải có vỏ hả không vỏ không lét à không ý là nó xấu mà nó có vỏ đúng rồi dạ cuối đi nè cái này là ba ký lô 2 nè ba ký lô 3 luôn à. Mà thử rồi tôi có lại thôi à. Vậy thôi đúng hả chứ tôi giờ tôi biết thì để tôi bán trái hơn trước hơn à, đúng không? Rồi không cho cả đôi thì đều có tiền phải không không ai lỗ ai phải không ừ dối làm gì dạ, ví dụ cho ba ký này là nhiêu nè nói 3 ký thì 300. Để coi ra coi đủ vốn không nha. Để coi thử vô đủ vốn không? 300 không có bể nợ gì không nhau. Nó chơi với chắc phải đặt bệnh. Ngon dữ lắm, ngon chứ không phải tôi nói dốc được trời. Không gì thì rất chậu. Sao con đây nè, ông biết không mà. Cái gì vậy đó? Ông biết mối không? Ông biết mối con mà. Con đâu? Nè, thấy chưa kia không? Thấy chưa? Ủa chưa cân mà ăn gì? Ăn gì? Lại luôn. Chưa cân mà đã ăn cho lại luôn ông nội. Ông quay ông đĩa quay cái sầu riêng thôi. Quay ông đĩa đi. À, thằng này sầu riêng only. Nhiều khi ông đĩa ông phù hộ mình ăn rồi được. Ngon chị lắm ngon chứ tôi không có nói dốc đâu. Đồ riêng miền Đông làm gì nó vàng hẻo gì được. Con này. Cái này miền Tây. Của thằng cây lậy á cái vỏ nó không đét thấy không còn cây lậy là nó dày bịch vỏ là nó mới ngon vậy chứ bán đầy dữ lắm luôn á hôm qua hồi hôm cua cho nhỏ nó 1 ký luôn mà nếu mà cái chín nó bán nhiều lắm
nó chưa có con. Ủa bay ra trái rồi sao thấy có ít xíu vậy nội. Con có con ấy không? Lộ quá. Hả? Còn cái vỏ không? Còn một cái gáo không? Có dụng đó đó. Con lại đi. Lại ăn gáo chịu nhầm nhầm. Ghê chưa? Chơi chưa? Ăn lưỡi chịu. Vàng hẻo luôn. Trái nào vậy? Trái nào vậy? Trái nào nghèo thì nghèo, giàu là giàu chứ không có trái nào như trái thấy không? Cái này nó nữa, cái này là cái muối nó mới cái muối chút xíu. Bỏ cái này tí thôi. Không sợ sợ cái gì. Ồ như mùa này là cái cây gì? Mùa này mùa trái gì? Cái ai chút sữa có chưa? Chị sữa hả? Có mà chú xong không ngon. Mùa này mùa trái mùa. Trái mùa. Còn mùa này trái gì? À, biết đâu sao. Rồi chứ mà tôi bán gì cho, bán gì cho nó nè. Bởi vậy vỏ nó vậy gì nè. Cái này có 350 ra, cái 320 thôi. Dạ. Không ai vậy. Ấy vậy à? Mà vậy là người vậy ta dựng, mà ta dựng bụng hơn. Cuối cùng nhiêu? 320. Vậy mà gì là người ta dòm nó dựng bụng hơn phải không? Dạ. Nó bộ ông đi tầm bộ lên lên, ông nói xuống ăn cháo không? Ông nói nè. Rồi ngoại. Ồ, ngoại về Việt Nam rồi nè, ăn nè, cháo gà, cháo gỏi, cháo gỏi. Gỏi gà, gỏi vịt gì á. Rồi, sầu riêng luôn. Thả thứ ra ngoài. Ngoài, sầu riêng. Sầu riêng tươi luôn á. Thơm quá trời thơm luôn á. Thơm quá trời thơm ngoài. Thơm nè, thử á, thử á. Hơi bị sực sực. Hơi bị sực sực.